Ở đây thì mình sẽ đo một cái lỗ quần lọc sinh nhỏ này, xem là nó có đo được không nhá. Đây, quần lọc sinh nhỏ nó cũng tầm 808 micro Henry này. Đó, vậy là cái này lọc sinh được rồi. Mình sẽ làm một cái mảnh sinh nhỏ nhỏ nhá. Ok, và mình đã làm ra xong mảnh rồi này. Bây giờ thì mình sẽ lắp ráp linh kiện vào nhá. Sau đó mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phần linh kiện nhá. Ok. Có một lưu ý mà mình muốn nói với các bạn khi mà lắp con IC339 vào mảnh nhá. Thì chúng ta sẽ bẻ chân 2 và nhân số 15 của IC lên nhá. Để nó không tiếp xúc với lại cái đường mảnh ở dưới này. Không là mảnh của chúng ta sẽ không chạy đâu nhá. Nhưng mà mình đã lắp ráp mạch xong rồi này, thì mình sẽ lưu ý với các bạn là mình vẽ sai mạch nhá, nên là mình sẽ update lại cái mạch in của mạch này, nên là các bạn chỉ cần lắp linh kiện và thôi, còn mạch mình làm sai thì mình sẽ tự câu tay lại được, và các bạn chỉ cần lắp đúng linh kiện như thế này là được nhá. Ở đây chúng ta sẽ có một con ICLM339 này, nhân số 1 nó sẽ ở bên này nhá, và điện nhở 470 ohm này, hai con tổ 1 mi này, và điện nhở 120 ohm này, diode 1N4148 này, hai dây da để đo này, và nhân header 16 để cắm LCD vào này, và một con chiết áp để chúng ta có thể điều chỉnh cái độ tương phản của cái màn hình LCD nhá. Thì các bạn sẽ dùng chiết áp 10K này và câu vào 3 nhân chiết áp ở như này. Đầu tiên thì mình tính dùng chiết áp tinh chỉnh nhưng mà nó lại không vừa, mới lại xoay nó lâu quá các bạn ạ. Thế nên là mình quyết định dùng cái chiết áp này chỉnh cho đường nhanh. Và các bạn sẽ dùng cái chân cắm này và cắm xuyên qua này và hàn dưới này nhá. Đó, thì mấy cái đường mạnh nó nối vào đây thì mình mới cắm vào thôi. Còn những cái chân dư còn lại thì mình bỏ đi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cắm Arduino vào nhá. Và tiếp theo thì mình sẽ cắm Arduino vào nhá. Thì mình sẽ cắm đúng chân như thế này. Và nó sẽ vừa. Đó. Nó sẽ hơi cay một tí. À, mình quên không chia sẻ với các bạn là mình sẽ lấy băng dính bọc những cái chân này lại nhá. Chân LCD này và chân ở góc đằng này. Vì mình sợ nó chạm vào cái đầu này và ở đằng này nữa, nó có rất dễ là bị hỏng Arduino, nên là mình sẽ phải bọc nó vào. Và đây thì mình cắm vào này. Các bạn để ý là nhân số 7 sẽ là ở đằng này nhá, và nhân số 8 sẽ ở trên này. Đó, và các bạn úp xuống, cắm xuống. Vậy là xong nhá, các bạn cắm đúng chân. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ cắm LCD 16x2 này. Thì cái này chúng ta không cần sử dụng E2C, mà cái này nó rất dư rất là nhiều chân, nên là mình quyết định là sử dụng cái LCD thẳng luôn. Các bạn cứ cắm xuống, vậy là được nhá. Bây giờ chúng ta chỉ việc nạp cốt nữa là xong thôi. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề nạp cốt này. Ok, để làm cốt thì chúng ta sẽ sử dụng một dây cáp nạp cho Uno nhé. Thì chúng ta sẽ chỉ việc cắm vào cái cổng USB của máy tính này. Đây, thì mình sẽ cắm vào cho các bạn xem nhé. Đó, và đèn nó đã sáng lên rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái app Arduino IDE lên. Và sau đó chúng ta nhấn vào mục tool này. Chọn Arduino Uno nhé. Đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào tool và chọn COM 10 nhé. Chọn cái cổng COM mà các bạn nó hiện lên có Arduino Uno này. Các bạn nhấn vào. Vậy là được. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái mục nạp này. Đó. Mình đã nhấn nạp rồi này. Thì ở đây mình gõ thêm một chữ M nên là nó bị lỗi. Ok, mình xóa chữ M đi rồi. Còn cái code này thì mình sẽ paste ở dưới phần comment của video nhé. Đó.
Còn file mình in thì mình sẽ cũng để ở dưới phần comment và mô tả của video. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào nạp code này. Nó sẽ có một cái dòng chữ complete stack này. Và nó sẽ hiện ở đây. Và Arduino của chúng ta sẽ nháy đèn. Đó. Và in app Arduino IDE nó đã có những đăng upload link rồi này. Đó. Và Arduino của chúng ta đã được nạp code rồi nhá. Đó, sau đó chúng ta sẽ nhấn reset một cái. Đó. Và chúng ta chỉ việc cắm mạnh vào và chạy thôi. Ok. Ok, và mình đã cấp nguồn cho cái mạnh này bằng một cái cục sạc điện thoại nhá. Đó. Thì cái này nó độ tương phản nó không được to lắm. Độ tương phản nó không được cao lắm nên là nó sẽ hơi bị bóng một chút. Và mục đích của mình làm cái đo quận cảm này là mình đo những cái quận lọc xin này nhá. Để cho nó đúng thông số này. Thì quận lọc xin nó hơi củ chuối tí là mình đang không hiểu là tại sao người ta lại dùng lõi xanh này. Có thể người ta đã cắt ra ở bên trong này rồi. Nhưng mà mình đo nó đã vẫn đủ chỉ số. Đó, bây giờ thì mình sẽ đo thử một cái lõi lọc xin và một cái mạch inverter cho các bạn xem nhé. Thì mình cũng đã làm cái mạch lọc xin này rồi. Thì video sau thì mình sau cái video này thì mình mới đăng cái mạch này nhé. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ đo thử cho các bạn tham khảo này. Đây thì mình sẽ zoom to lên để các bạn nhìn thấy rõ hơn. À, nếu mà các bạn nào mà nhìn mờ quá thì các bạn có thể nhìn cái nhiệt áp này nhá. Đây, mình đang nhìn cái nhiệt áp này. Nó đang độ tương phản rõ nhất rồi này. Bây giờ thì mình sẽ cho hai cái dây này vào hai đầu cuộn cảm này. Và nó đã đo được rồi nhá. Điện cảm của cái cuộn này là 800, gần 803, 804 đi, 840 micro Henry này. Chỗ này sẽ là micro nhá, micro Henry. Đó, đổi ra nó sẽ bằng 0,8 milli Henry. Thì những cái cuộn lọc xin thì nó phải tầm khoảng độ 2 milli Henry, 1 milli Henry đến 3 milli Henry thì lọc xin nó vẫn được. Lọc xin nó mới đẹp được nhá. Còn ở đây mình thấy là quận này lọc xin khá là tốt. 0,8 vẫn không sao. Đây thì lúc ban đầu thì mình sẽ lấy một cái quận cảm chuẩn của nhà sản xuất này. Ở đây mình đang sử dụng một cái quận cảm là 470 nano nano Henry này. Đây thì mình sẽ đo cho các bạn xem nhé, hai đầu của quận cảm này. Đây thì mình sẽ đo thử cho các bạn xem. Đáng nhẽ là mình phải dùng mấy kẹp nhưng mà mình lười quá. Đây, mình đang đo nó là 30 37 đi. 37 micro Henry thì đổi ra nó sẽ là bằng 380 38 38 nano pha nano Henry. Thì mạch này nó sẽ chính xác có độ tương đối thôi nhá. Cái độ chính xác của nó còn phụ thuộc vào cái hai cái con tụ ở dưới này các bạn ạ. Đây thì mình sẽ tút ra cho các bạn xem. Độ chính xác của mạch này nó còn phụ thuộc vào hai cái con tụ 1 microfarad ở đây nữa các bạn ạ. Thì nên là để chính xác được thì các bạn cứ căn chỉnh, có thể tăng hoặc giảm hai con tụ này để làm sao cho nó đúng chỉ số nhá. Nhưng mà mình thấy là cái mạch này nó sai số vậy là đủ rồi. Đó. Mình sẽ lấy cả đống quận cảm của anh Hà để ra đo cho các bạn xem này. Quận lọc vàng và bếp từ này. Đó, hình như đây là quận lọc xin này các bạn.
Đây mình có một cái quận lọc sinh nhỏ nhỏ này. Đó. Đây thì đây là những cái quận lọc của nguồn tổ ong này, lọc của nguồn ATX này. Đó. Mình đang có rất là nhiều. À không, cái này không phải của mình. Đang có rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đo thử cho các bạn xem nhé. Thì hình như là cái này nó sẽ không đo được những cái lõi sắt này đâu các bạn. Nhưng mà mình sẽ đo thử cho các bạn xem nhé. Đây thì mình sẽ đo thử lõi sắt này xem có đo được không. Tại vì điện cảm nó nhỏ quá nó cũng không đo được các bạn ạ. Không đo được. Những cái lõi sắt này sẽ không đo được các bạn. Ít vòng dây quá nó sẽ không đo được. Và bên đây thì mình sẽ đo một cái quận lọc sinh nhỏ này. Xem là nó có đo được không nhá. Đây. Quận lọc sinh nhỏ nó cũng tầm 808 micro Henry này. Đó, vậy là cái này lọc sinh được rồi. Mình sẽ làm một cái mạch sinh nhỏ nhỏ nhá. Đấy. Đây thì mình sẽ đo thử cái quận lọc nguồn ATX xem là nó có đo được không. Ít vòng quá nó cũng không đo được các bạn ạ. À vẫn đo được các bạn ạ. 35 micro Henry này. Đó. Tiếp theo là cái quận vàng này. Lõi vàng nhá. Nó cũng là lọc của bếp từ ấy. Như quận bếp từ thì nó sẽ là 200 gần 2 thôi nhảy linh tinh ấy nhỉ. Nó sẽ tầm 209 micro Henry nhá. Đó. Nhưng mà cái lõi này không lọc được xin đâu nhá các bạn. Các bạn dùng cái này mà lọc xin là uổng đấy. Tiếp theo là một cái quận nguồn tổ ong này. Đây thì mình sẽ đo cho cả. Nó là 20 micro Henry này. Đó. Ok, vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn là một cái mạch đo quận cảm từ một cái con Arduino nhé. Và một ở vài con IC để chúng ta có thể có một cái đồng hồ đo quận cảm mà chúng ta không phải mua những cái đồng hồ đắt tiền như thế này mấy trăm mà chả có những năng đo quận cảm các bạn, đo quận cảm các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ tự chế một cái quận mạch đo quận cảm đơn giản nhé. Ok, nếu mà các bạn nào thấy hay thì có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye các bạn.